được một con cá sấu. Ui, ở trong này còn một con nữa kìa. Ui, nó bắn đấy các bạn ơi. Bây giờ làm sao để bắt được nhỉ? Ui, nó đang chui vào trong hang rồi. Ui, các bạn ơi, xem mình á, vừa húc phải một cái cây gỗ này gì của ai đây này. Ui, chiếc xe của mình á đã bị ngã ra đây rồi. Wow. Ui kìa các bạn ơi, bị đổ rồi. Bây giờ mình phải mang lên nhá. Wow. Ui, phía trước chúng mình này có một cây gỗ này. Wow, một ao cá luôn này. Ui, ở đằng này này có một bạn thỏ trắng này. Wow, đằng xa xa kia lại có một ao cá nữa kìa. Wow, bây giờ mình khám phá từng con một nhá. Ui, đầu tiên xem nào. Wow, để mình tút cái này ra xem nó là cái gì nhá. Ui, chà chà, ui nhìn này. Ui, dài quá này. Ui, tút mãi không được này các bạn ơi. Wow, tút được rồi, đây là cái mảnh rác này. Wow, còn đây là cái ống này, không biết là nó có con gì bên trong này không nhờ. Wow, mình thử dốc ra đây xem nào. Ui, đâu rồi, cái chậu ở đây mình để ở đây xem nào. Bây giờ bạn dốc đi. Bây giờ mình sẽ dốc nhá. Wow, các bạn ơi, các bạn đoán xem ở trong này có con gì. Một, ui. Ui, con gì? Ui, trong này đen xì. Ui, nó nở ra đây. Đi xem nào. Wow. Ui, các bạn không được bắt chước theo mình nhá. Ui, mấy cái con này á, các bạn biết là con gì không? Đây là những cái con rắn á. Ui, mấy con rắn độc này. Ui, à không phải đâu, đây là những chú rắn nước này. Tuy nó hiền nhưng mà các bạn không được bắt nó theo đâu nhá. Wow, bây giờ mình sẽ ui mang những cái chú rắn này về nhá. Wow, ui nhìn này. Ui, bây giờ mình sẽ đổ vào đây này. Ui, chà, nó bơi kìa các bạn ơi. Mấy con rắn này nó đang bơi thi nhau nó bơi này. Ui, bây giờ mình sẽ múc một ít nước ở đây nhá. Mình sẽ đi tìm hiểu các con vật tiếp theo thôi. Wow, ui, ở đây này. Wow, có một chú robot nè. Ui, chú robot này này các bạn ơi. To chưa này. Không biết là cái chú robot này á, nó đang canh giữ cái con gì nhỉ. Wow, đây rồi. Mình dùng cái bảo bối của mình đây rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xịt con robot này, xem là con robot này canh giữ cái gì nhá. Hi cha xịt. Ui các bạn ơi, con robot của chúng mình đã bị xịt biến thành màu bọt tuyết rồi đây này. Chà. Wow các bạn ơi, con robot của mình đã bị trắng xóa rồi. À, việc bây giờ của mình là gắp chú robot này ra nhá. Wow, ui chú robot này to quá. Ui cha, mình đã gắp thành công chú robot này ra rồi. Các bạn nhìn thấy chú robot mình đã bị đánh gục rồi. Ui, những cái cây cỏ này toàn bọt của trắng xóa luôn đấy các bạn ơi. Wow. Ui, mình nhìn thấy ở trên nắp này có này. Một con gì kìa. Ui, có một con gì đây. Ui, wow. Bạn gắp nó ra đi. Ui, các bạn ơi, mình nhìn thấy đây là có một con ốc khổng lồ này. Wow. Mình sẽ bỏ con ốc này ra nhá. Wow. Ui, để mình xem nào. Ui, các bạn ơi, ở dưới này này, mình nhìn thấy này, có này, 1 này, 2, 3, 4 con rùa. Cái hố này có rất là nhiều con vật luôn đấy các bạn hả. Bây giờ mình sẽ dùng cái gắp này, mình gắp những cái con vật này lên nhá. Wow, những chú rùa này, các bạn ơi. Một chú đầu tiên này. Ui, một con rùa rồi các bạn ơi. Đây nữa này. Ui, hai con rùa này. Wow. Cái con rùa nó còn có các màu sắc kìa. Ừ, đây nữa này. Các bạn ơi, con này nữa này. Ui, ba chú rùa này. Wow, đây nữa này. Ui, để mình xem nào. Ui, ở dưới này này. Wow, có một con rùa khổng lồ luôn này. Ui, nhiều chưa này. Kìa, các bạn wow kìa. Bây giờ mình sẽ mang về mang những chú rùa này về mình thả nhá. Wow, chiếc bể của mình này. Wow, bây giờ mình sẽ thả ra đây này. Một con rùa đầu tiên cho nó bơi nhá. Ui, đây là một con rùa sắc màu nữa này rồi, các bạn ơi. Đây là một con rùa đại tướng này. Wow, ui, nhìn này. Nó đang bơi kìa. Ui, nó đang bơi trong chiếc bể màu xanh này. Wow, các bạn ơi. Ui, bây giờ mình sẽ lấy một ít nước này nhá. Ấy, đây rồi. Mình lại đi bắt tiếp ở cái hố đấy nhá. Ui, cái hố này nhiều lắm. Vẫn còn nhiều lắm các bạn ơi. Wow, ui, đây này. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Ui, dưới này là một cái hang cua nhá. Mình sẽ gắp những cái con cua này lên này. Wow, các bạn ơi. Đây là một chú cua này. Nó đang bơi ở trong chậu của mình này, thấy chưa?
Wow, dưới này còn nhiều lắm này. Ui, mình nhìn thấy một con cua to trước kìa. Đây đây, con này nó đánh nhau nào, gãy một cua càng rồi. Ui, cho nó vào đây nhá. Wow, ui đây nữa này. Ui, chà chà con cua này. Wow, con cua này nó sống dai chưa này. Ui, cái con cua này cái càng nó rơi. Ui, ba con rồi. Đây này, mình gắp tiếp nhá. Wow, bốn con rồi. Nó đang cặp mất cái càng của mình rồi. Nó đang cặp kẹp mất cái cây của mình rồi. Ui, những cái con cua này chắc là nó quýnh nhau như thế nào, nó đang nằm ngủ đây này. Wow, ui, ở đây này có một con cua khổng lồ này. Wow, một con cua này, con cua khổng lồ to chưa này. Ui, nhìn này. Wow. Ui, nhìn này, cái mồm của nó này. Wow, con cua này hình như là bạn này bạn đang ăn no ngủ kỹ, là bạn đang ngủ say lắm rồi đây này. Bây giờ mình sẽ cho vào đây mình mang về nhá. Wow, chà chà, mang cái đống cua này về thôi các bạn ơi. Ui, cái bể của mình này. Bây giờ mình sẽ gắp những cái bạn cua này ra đây nhá. Rồi. Wow, đẹp chưa? Đây nữa này. Ui, già già. Wow, gắp hết ra nhá các bạn ơi. Ui, chà chà, wow. Đây này. Ui, già già, đây này. Rồi các bạn ơi, như vậy là cái bể của mình này nhiều các con vật chưa? Bây giờ mình sẽ lại lấy một ít nước nữa nhá. Bây giờ mình sẽ đi khám phá nữa các bạn ơi. Ui, đi thôi đi thôi. Ui, ở đây này. Wow, mình nhìn thấy này, có một cái cầu trượt màu xanh này. Ui, ở dưới cầu trượt này sao nhiều cá thế này nhỉ? Wow, chị Thỏ ơi này, ở đây bao la cá này. Ui, ở đây có một bạn thân non nữa này. Wow, đâu, đây đâu đúng không? Đây ui, này, các bạn to ơi. Chưa này. Ui, nó to chưa đây nữa này. Này, ui, sao nhiều cá thế này. Ui, mình bắt được một con ui, rồi. Nào đây, bạn wow, thả nhìn đi. Này, ui, nhiều lắm này. Này. Đây kia nữa kìa, đây, bắt đi. Đây, mình bắt được một con rồi này ui, các bạn ơi. Ui, bắt hết cá vào đi. Ui, ở đây nhiều này, cá quá. Nhiều cá quá các bạn wow. Ơi. Wow. Ui, đây còn có một bạn ếch xanh nữa này. Ui, một con ếch xanh này. Ui. Wow. Một con thỏ con nè các bạn ơi. Ui, mắt nó còn màu hồng nữa này. Rồi, cho vào đây những quả bóng này. Ui, wow. Đây là một con cá vàng to chưa này. Ui, các bạn chà. Ơi. Ơi, wow, đây rồi. Wow, bây giờ mình mang về nhá. Ơi, bây giờ mình sẽ đổ vào đây nhá. Wow, 4 5 6 con này. Kìa. Ui, cái bể của mình này. Cái bể của mình dần dần đẹp lên rồi đấy các bạn ơi. Nhìn nó những cái con rắn bò kìa các bạn kìa. Wow, bây giờ mình sẽ đi tiếp nhá. Ui, đi tiếp xem nào. Ui, các bạn ơi. Ui, ở đây này, mình nhìn thấy này. Ui, nhìn này. Wow. Ui, mình gặp một con cá sấu nó đang canh giữ 4, 5, 6, 7 con vịt đây này. Wow. Bạn bắt cả cá sấu về đi. Wow. Chú cá sấu to chưa này. Wow. Nhìn này các bạn ơi. Ui, già già. Ui, 2, 4, 6, 8, 10 con vịt. Ui, bây giờ mình sẽ dùng cái xô màu trắng này, mình sẽ bắt từng con vịt về nhá. Wow, chà chà, một con đầu tiên. Rồi. Wow, con thứ hai này các bạn ơi. Ui chà, con thứ ba này. Ui, con thứ bốn này các bạn ơi, to chưa nè. Con thứ năm này các bạn ơi. Wow, chà chà, to chưa. Ui chà, ui, con thứ sáu này. Wow, 7 con vịt rồi các bạn ơi, nhìn này. Đấy. Ai già già. Kéo về thôi. Các bạn ơi. Ui, già cho đây. Wow. Hay bây giờ mình thả những cái con vịt này vào cái bể của mình đi. Hay là bây giờ mình thả bể vịt vào đây nhỉ? Thôi bây giờ mình lại mang ra đây đi. Đây, mình sẽ đổ những cái bạn vịt xuống dưới ao này cho bạn vịt mò cá nhá. Bây giờ mình đổ nhá. Ui, chà, cho những con vịt xuống dưới ao này mò cá đi. Nó thích quá kìa. Wow, các bạn vịt của mình xuống ao mò cá kìa các bạn ơi. Đây, đẹp chưa này. Ui, nhiều lắm. Nó đang khát nước, nó đang uống nước đấy. Nó đang tắm dưới này này. Wow, ui, mình nhìn thấy này. Đây, cái chậu của mình đâu rồi, để mình khám phá cái này xem là cái gì đây này. Ui, cái này là cái gì đây nhỉ. Mình sẽ dùng cái bảo bối mình xịt cái này xem nào. Ui, già, wow. Wow, trắng hết rồi đây này. Bây giờ mình sẽ bắt cái này xem nào nhá. Wow. Ui, những cái rác này. Wow, chà. Ui, những con vịt kìa. Ui, nó đang mò cá ở dưới này này.
Ui chà, có nhiều các con cá quá này các bạn ơi. Ui chà, bây giờ mình sẽ dốc cái này ra xem nào. Đây. Ui già già. Ui các bạn ơi, mình nhìn thấy hai cái đầu này rồi. Wow, wow, wow. Ui ui. Tiếp theo này, ui ui này. Wow, ui ui, ba con luôn. Wow, ui. Có ba con. Ui, bây giờ mình phải bắt về không là nó. Bạn cá sấu này á, bạn ấy xuống bạn ấy ăn hết con vịt của mình đấy. Wow, bây giờ để làm sao để bắt được ba con cá sấu này các bạn ơi. Mình sẽ dùng cái này không là con cá sấu nó cắn mình đấy. Wow, ui. Ui, ui đây 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 đây. Ui, cho vào đây. Ui, chà chà. Từng con một thôi nhá, không là nó cắn đấy. Ui, ba con này. Ui, con này nữa này. Ui, đây 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 đây. Ui, các bạn ơi. Ui, con cá sấu này. Ui, ghê chưa, ba con lận các bạn ơi. Ui, con rắn của mình nó đang bò dưới đâu này. Đây này, đây này. Đâu rồi, đây 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 đây. Ui, gọt vào đi, chị thở gì. Rồi, để mình bắt nó lại nhá. Ui, này. Ui. Ui. Bây giờ mình sẽ thả ba con cá sấu này xuống đây nhá. Wow. Wow, nhiều các loại động vật sinh động chưa này. Bây giờ mình sẽ đi tiếp nhá, mình xúc một ít nước nữa này. Ten 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 ten. Ui, wow, các bạn ơi. Ui, ở đây này. Wow, một cái ngôi nhà màu cam. Không biết có con gì ở bên trong này các bạn ơi. Bây giờ mình thử khám phá xem nào nhá. Wow, ui có con gì đây nhỉ. Ui, già già. Wow, các bạn ơi. Ui, có một chú thỏ xinh chưa này, dễ thương. Wow, chú thỏ này đang đi đâu đây? Chà, chú thỏ này lên đây đi. Nè, cho chú thỏ lên đây đi. Ý, già già. Wow, nhìn này, mình bắt được một chú thỏ rồi này. À, hay bây giờ mình mang chú thỏ ra đằng này cho chú thỏ đi chơi đi. Đây đây rồi, mình sẽ thả chú thỏ đằng này nhá. Đây, thỏ ơi, thỏ đi chơi đi nhá. Wow, các bạn ơi, chú thỏ này đang đi chơi đâu chơi này. Búi, đấy đấy đấy, chú thỏ này lại đang đi ra đây để chơi với mình mấy con cua đây này. Wow, ui các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi bắt cá ở dưới này nhá. Wow, những bạn vịt, bạn bắt hết cá của mình rồi. Ui, những bạn vịt tinh nghịch quá. Ui các bạn ơi, wow ở đây này. Ui, mình nhìn thấy một con cá nữa này. Wow, con cá lau kiếng này. Wow, bây giờ mình sẽ dùng cái vợt này mình trao xem được con cá nào không nhá. Ui, ở dưới này bạn vịt bạn ấy bắt hết cá của mình rồi. Ui, đây rồi, mình bắt được hai con cá rồi này. Wow, một con cá vàng. Ui, 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 nó quẫy này. Wow, một con cá vàng rồi. Ui, chà, đây là một con cá màu trắng này. Wow, mình lấy rổ mình trao tiếp nhá. Ai chà, 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 nhiều cá lắm các bạn ơi. Wow, ui, hình như lại là một con cá nữa đây này. Wow, nhiều chưa này. Ui, wow, cá chép vàng này các bạn ơi. Wow, cho hết lên trên này nhá. Wow, bây giờ mình sẽ mang những cái chú cá này về nhá. Wow, để đây nhá. Ui, già già. Wow, cá vàng này. Cá màu trắng này. Wow, đẹp chưa này. Ui, các bạn ơi. Wow, vậy là hôm nay mình bắt được bao nhiêu cá này các bạn nhìn thấy chưa. Wow, còn nhiều lắm đấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi bắt tiếp nhá. Ui, đằng này này. Ui, đằng này này. Các bạn ơi, ui, các bạn nhìn thấy gì chưa? Những bạn vịt của mình lại xuống bạn bắt cá nữa kìa. Ui, 3-4 con rồi. Wow, các bạn ơi, những bạn vịt của mình lại xuống bắt cá của mình rồi. Ui, kìa kìa, nó đang rỉa cái gì kia kìa. Ui, để mình lại gần xem nào. Ui chà, ui chà. Wow, các bạn ơi, bạn vịt bạn ấy phát hiện ra này. Ui, ở đây có một cái đầu cá mập này. Wow, giả cho hết vào đây. Ở đây này, mình bắt được một con cá nữa này. Ui, già con cá koi này. Wow, ở đây này. Ui, có những cái con cá lau kiếng to chưa này. Rồi, ui, ở đây có một con cá gì đây này. Wow, ui, nó vẫn còn sống này. Ui, đẹp chưa này. Wow, ở đây này có một con vịt nữa này. Ui, ở đây nữa này, có một con cá nữa này. Ui, nhiều chưa này. Wow, già già. Ây chà, mình mang về ơi, nhá. Mình còn thấy những quả bóng nữa này. Cho đây, đầy chậu rồi, mang về thôi, mang về thôi. Ui, già già. Wow, đây rồi. Mình sẽ cho những cái này lên đây nhá. Wow, già già, nhiều chưa này. Ui, con cá này các bạn ơi. Wow, ui, già già.
Wow, ba con cá này. Wow, bốn con này. Wow. Ui, đây nữa này. Chép này. Ui, các bạn ơi. Wow, ở dưới này lại còn có rất là nhiều cá này. À, các bạn ơi, hôm nay chúng mình sẽ câu cá về nhà nuôi các bạn nhá. Ui, nhìn này. Ui, hình như ai đang nghịch cái gì ở đây này. Wow, thì ra là chị Thỏ nhá. Mình đang trồng những cái cây bèo ở đây để cho những cái bạn cá bạn ấy mát đấy các bạn ạ. À. Ui các bạn ơi, các bạn chị Thỏ đang trồng cái cây gì đây? Đây là cái cây gì nhỉ? Đây là cái cây bèo wow. Đấy các bạn ạ. À. Ui, cho... nhưng mà ở dưới này này, chị Thỏ bắt được nhiều cá thế nhỉ? Đúng rồi. Ui, ở hay là hôm nay cho mình câu nhờ chị Thỏ một ít cá nhá. Được rồi, bây giờ mình sẽ cho bạn câu cá trong cái hồ này nhá, về cái bể của bạn nhé. Wow, bây giờ mình thử câu cá xem được con nào không nhá. Ê, chà, bỏ cần câu xuống rồi các bạn ơi. Wow, cá kìa các bạn ơi. Chà. Ui, rất là nhiều cá luôn này. Bây giờ mình phải lấy cái vó mình cất mới được. Đây rồi, đây là một cái show của mình này. Bây giờ mình sẽ múc một ít nước nhá. Ấy, wow. Lấy một ít nước cho vào đây này. Wow, rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái này mình đi xúc cá xem được con nào không nhá. Đây, bây giờ mình thử xúc này. Wow, chụp. Wow. Đây rồi. Không biết là được con nào không đấy. Bây giờ mình mở lên nhá. Wow. Ui, wow, dính rồi, dính một con rồi. Dính lại. Ui, đây, dính một con này rồi. Rồi cho vào xô này đây. Ý, cho vào đây. Wow, con cá này là con cá gì đây nhỉ? Ui, con cá chép. Cá giếc. Ui, cá giếc này. Ui, đây nữa này. Wow, được hai con rồi. Ui, để mình chụp tiếp rồi các bạn ơi. Ui, chụp. Không biết ở chỗ này được con gì không nhỉ? Ừ, wow, để mình cất lên xem nào. Ui, wow, được một con gì đây này. Wow, con cá màu này là con cá màu vàng. Ui, con gì đây? Đây wow. Là một con cọp đấy các bạn con ơi. Con cọp luôn này các bạn ơi. Ui, để mình xúc tiếp đi. Ui, chà nhìn này. Ui, ở đây có một con gì đây này. Ui, đây. Ui, đây. Wow, để mình xúc lên xem nào. Ui, wow. Các bạn ơi. Mình xúc lên được một con cá gì đây này. Ui, đây là một con cá chê này các bạn ạ. Ui, thì ra là đây con cá là con cá chê này. Nó to chưa này, nó màu đen luôn này, đen xì luôn này. Đúng rồi, ui. Đây là một con cá chê này các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ cho vào đây. Ui, thôi, dỡ rồi. Ui, con cá chơi này khỏe quá này. Ui, đây. Ui, đây rồi. Wow, ui, rồi nhỉ. Cho nó vào đây luôn nhá. Thôi, nó lại trượt ra rồi. Wow, con cá chê này khôn quá các bạn ơi. Ui, đây. Ui, bây giờ làm sao bắt được nó nhỉ? Ui, bắt con cá chê này khó quá. Ui. Đâu, bây giờ để mình lấy hai tay mình bắt nó cho. Lấy cho hai tay bắt vào đây đi. Ui. Được rồi, cho vào xô luôn. Ui, các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình xách xô này về nhá. Rồi, đi thôi. Tèn. Ui, nó trườn đi đâu rồi. Ui, nó nhảy xuống dưới cái hồ này này. Ui. Wow, ô con chê, ui, cá chê này. Các bạn ơi. Ở đây có một cái hồ nữa này. Đây là nó nhảy. Đây. Hình như nó nhảy xuống đây ra. Trúng một cái mặt nạ siêu nhân nhện rồi đây này. Đúng rồi. Ui, nhìn đây này các bạn ơi. Wow, nhìn này. Mặt nạ siêu nhân nhện. Ui, các bạn nhìn này. Thử đeo vào xem nào. Ừ, ui, hay nhỉ. Thử đeo vào xem nào nhé các bạn. Wow, chị Thỏ biến thành siêu nhân nhện rồi này. Wow. Ui, bây giờ làm sao để bắt được con cá này nhỉ? Ui, ở trong này còn nhiều cá lắm này. Ui, bây giờ mình thử bới lên xem nào. Xem nó có phi ở đây không. Ui. Ui, con này khỏe quá này. Ui, con này khỏe quá. Con này bây giờ làm sao để bắt được nó đây này. Wow. Đây. Ui giời, ui, các bạn ơi. Ui, đây. Mình cho luôn vào trong cái hồ này nhá. Ui, các bạn ơi. Đây này. Con cá chê rồi đấy các bạn ơi. Wow, mình bắt được rồi. Bây giờ mình sẽ thả những con vật mình bắt được này. Đây là một cái con cọp. Đây. Ui, thả vào đây đi. Ui, con cá này nó khỏe chưa này. Đây là một cái con cá giếc này các bạn ơi. Đấy, cá giếc này. Wow. Ui, đây còn một con, hai con nữa này. Ui, được rồi. Ui, các bạn ơi, các bạn nhìn này. Ấy, giới thiệu với các bạn, đây là bể cá của mình nhá. Đúng rồi, đây là cái bể cá mới của bạn Nhím đây. À, bạn Nhím bắt cá ở chỗ mình ấy, về để thả vào cái bể mới này đấy các bạn ơi. Bây giờ mình lại lấy cái rổ này mình đi tiếp nhá. Ừ, mình đi thôi. Mình lại đi xúc cá tiếp thôi các bạn ơi. Ê, đấy, các bạn ơi, đi thôi. Wow, ở dưới này nhiều lắm đấy các bạn ơi. Ui, các bạn ơi. Đây này, mình nhìn thấy là một con vịt đây này. Ui, con vịt nó đang làm gì đây nhỉ? Ui, đây này, nó có cái chân to chưa này?
Ui, đây này. Gì đây? Ui, cái mồm con vịt này. Ui, wow. Các bạn ơi, các bạn xem đây là cái con gì á, các bạn comment cho mình nhé. Wow, các bạn ơi, đây hình như là một con vịt gấu bông hay sao. Đúng nó đang rồi, ngồi đây này. Đây là một con vịt hay sao đây này, các bạn. Bây giờ hình như là hay đây, cho chị Thỏ cái con vịt này nhá. Chị Thỏ sẽ cầm cái con vịt này về chị Thỏ chơi với nó nhá các bạn nhá. Ừ, thế còn đây này, con vịt này hình như là nó đang ở trong này, nó chắc chắn là có cái gì rồi. Đúng rồi, bây giờ chắc là nó. Mình thử mở cái này ra xong mình chụp cái này vào nhá. Ừ, bây giờ mình mở để bạn chụp nhá. Wow, nào. Đâu rồi. Bạn cầm nhá. Nào. Chắc nhá. Ừ, rồi. 1, 2, 3. Ui, có con gì trong này không? Ui, mình có cái con gì đây rồi các bạn ạ. Mình mở ra thử ra xem nào nhá. 2, 3. Ui, các bạn ơi, có nhiều cái con vật ở trong này chưa này. Ui, những cái con này xinh thế nhỉ. Màu xanh này, màu vàng, màu tím này. Đây có một đàn hamster em bé. Wow, nhìn này, nhìn này. Ui, thích chưa? Mình thử bắt một con lên xem nào. Wow, nhìn này, xinh chưa này. Ui, hai con này. Ui, hai bạn này. Wow, đây này. Ui, một. Nhưng cái bạn. Ừ, một bàn tay này, ui nhung nhúc này. À, nó cắn tay mình. Ui, hay là mình để vào trong cái rổ này cho nó chơi. Mấy con này tận khoa nó cắn tay mình đây này. À, hay là mình mang cái mấy cái con này về để nhà để chơi đi. Ui, mình cái hay nhỉ. Mấy cái con này nó màu xanh, màu tím, màu vàng này. Ui, đấy đấy, các bạn nhìn thấy chưa. Ừ, hay mình mang về cái bể của mình. Đúng đi. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ mang về đây nhá. Ui, wow, bạn nhí mắt có một cái bể cây nấm đẹp chưa này. Bây giờ mình sẽ thả vào đây nhá, cho nó chơi nhá. Rồi, để mình lấy xuống cho các bạn đấy, xem đấy, nhé. Đấy. Ui, thấy wow, chưa? Ui, wow, nhìn cái bạn hamster bé này. Bây giờ nó hình như nó chạy vòng quanh đây rồi. Đây này các bạn ơi. Ui, nhìn cái con này dễ thương chưa này. Nó đang ăn cái gì đây này. Đứng bạn ấy. Ấy, thấy làm chưa? Làm gì đấy các bạn. À, hay bây giờ mình đi tìm các đồ chơi về đây để thả vào đây cho nó chơi nhá. Được rồi, bây giờ mình cùng đi thôi. Rồi, đi thôi, đi thôi. Ui, ở dưới này này, thằng nhiều cá quá, vẫn còn nhiều lắm đấy các bạn ơi. Ui, hay mình, wow. Bây giờ mình chụp tiếp nhá. Ừ, các bạn chụp đi. 2, 3. Đấy, 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 mình chụp được rồi. Ui, đây, 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 đây. Con gì to đây. Ui, nó quẫy này, nó quẫy ra đây này. Ui, bây giờ mình mở ra bạn bắt nhá. Ừ, được rồi, đây. Mở ra. Bắt đi, bắt đi. 2, 3, bắt đi. Ui, con gì đây. Đây là wow, bỏ ở đây xem nào. To chưa này, wow, một con cá chép. Ui, ui, nó quay. Quay kia, 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 bắt đi. Ui, ghê quá. Mình bắt, mình thả vào đây nhá. Bắt thả vào đi. Bây giờ bạn giữ cái này đi để mình rồi. Thả vào này. Đây, đây, cho vào xô đi. Wow. Rồi, được rồi, được rồi. Ui, ở đây này, bên cạnh này còn có mấy con cá màu đỏ này. Ngom, 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 ngom. Ui, con gì đây? Đây là con bạch tuộc này. Con này gì đây? Các bạn ơi. Wow, một con cá sấu này. Ui, bên cạnh này này. Mò được con này nữa này. Con cá giếc kìa. Con cá giếc nữa này các bạn ơi. Wow. Ui. Đây, cho hết vào đây đi. Wow, bên này, wow, bên này nữa này. Bơi, ôi, đây bơi, nữa bơi này. Đây này. Ui. Ui. Wow, ui, cho, cô... cho vào đây đi. Cho vào đây. Rồi, cho vào đây. Xách xô về thôi. Ui. Nhiều lắm rồi. Wow, nhiều lắm rồi. Rồi, rồi, về đến nhà rồi. Về đến nhà rồi. Bây giờ phải bỏ những cái con cá này ra thôi. Ui, con vịt này. Con cá này. Ui, hồi nãy mình còn bắt được thêm một cái con gì đây? Này. Wow, đây. Một con cá sấu luôn á hả? Cắp tay vào đây này. Đây, đây, đây. Wow, nó cặp tay đấy. Nó cặp tay bạn đấy. Rồi, rồi, cho những con này ra đi. Đây đây đi. Ui, wow. Đây, đây này, con cá giếc này. Ui, con người, ui. Đây là con cá chép. Wow. Đây là con cá giếc này các bạn ơi. To wow. Chưa này. Đổi đá wow. Chưa này. Ui, nhìn này. Ui, chả, ui, 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 nó đây quẫy này. Cá ba đuôi này. Ừ, đấy, wow. Cho vào đấy đi. Các bạn ơi. Wow. Ui, mình đi bắt tiếp đi. Ừ, ui, bây giờ mình thử lấy một ít nước này, mình đi bắt tiếp nhá. Ừ, wow, đi thôi. Ui, ở dưới này nhiều cá lắm. La 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 la, la 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 la. Ui, ui, các bạn ơi. Đây này. Ở đây này, nhìn thấy một con cua to lắm này. Bạn phía ta hiện ra một cái con cua này. Wow, đây ôi này. Ôi, cái con cua này nó to chưa này các bạn này. Ui, già già, ui. Nhìn này. Nó mới kẹp cái tay là... Đây, đây, cho chị Thỏ cầm về luôn nhá. Các bạn này về nhá. Wow, ui, ở trong này này, mình nhìn thấy này. Con gì ở trong cái hố này này. Ui, ui đây này. Ui, hay là hai đứa mình khiêng cái này ra đi. Cái này nặng lắm, mình phải khiêng cơ. Ừ, bây giờ nặng thế nhỉ, có con gì trong này không các bạn ơi. Ừ, nào khiêng. Ui, trời. Ui, tút ra cho nào. Ui, con gì nó đang tuồn ở dưới đít này ra này. Đây này. Ui, các bạn ơi, một con rồi. Còn một con nữa là dốc ra cho nào. Ui, sao nhiều thế nhỉ, con gì đây này, đây này. Ui, đây này, đây này. Wow, nhìn này, ui. Được ba con. Ui, chà, ui, những cái con lươn này kinh quá. Ui, nhớt nhèo nhèo ra các bạn ơi. Ui, mình bắt nó về đi. Ui, nó trời quá, không bắt được các bạn. Ui, cho hết vào xô này đi. Ui, nhìn này. Wow. Ui, nhìn này, ui, 4-5 con lươn này. Ui, wow. Ui, đây này. Ở dưới đằng này nữa này, lại còn có con gì nữa này.
Wow, ui các bạn ơi, chà chà. Một cái con gì đây này? Ui, đây đây đây, mò được con gì đây? Ui, ui, con này á? Ừ. Ô, hình như là con cá sấu này. Con cá sấu, ui, con cá sấu này bị cụt đuôi rồi. Con gì nó cắp cái con cá sấu này bị dính cụt đuôi rồi đây này. Lại là cái bạn cá sấu cụt đuôi đấy các bạn. Ui, chị ui, Thỏ đã bắt được cả con cá nữa hả? Wow, ui, chà chà, ui. Mình mới thấy có một con gì. Ui, 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 đây có một con cá trê nữa này. Bây giờ làm sao bắt được con cá trê này này? Ui, đây 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 đây. Cái đồng này của mình á. Đây đây đây. Cá trê. Đây đây. Bây giờ bạn lên đi. Lừa lừa nó, mình hớt nó lên nhá. Chụp nó nhá các bạn nhá. Đây đây đây, từ từ thôi. Ui, hình như là đây có một cái ống cá trê ấy. Đây 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 đây. Ui, ui ui, cẩn thận nhá. Cá trê này đang canh giữ cái ống gì đây này. Ui, đây đây, rồi rồi rồi. Ui, thôi thôi thôi. Đây rồi, đây. Ôi thôi. Đây 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 đây. Ui. Ui, rồi rồi rồi, được rồi. Wow, con cá trê màu vàng này. Cá trê này. Cho vào đây nhá. Rồi, được rồi. Ui, già già. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đây có cái ống gì này này này. Đổ đổ cái ống này ra xem nào. Ui, có một con kìa. Con gì? Ui giời ơi. Bây giờ bắt cua đi, bắt cua đi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui, cho vào đây đi. Rồi. Được một con rồi. Ui, cho vào đây đi. Dốc ra đi. Wow! Được hai con nữa. Ui ui. Các bạn ơi. Ui ui. Nó chạy đi kìa. Đâu. Để mình. Ui ui, ui con cua nó đang kẹp cái con cá trong này này. Ui, cho nốt con này vào. Ui, cho vào để mang về đi, không nó kẹp mất con cá của mình. Ơi đi về, đi về. Đi về, đi về, đi về. Ui ui, con cua nó kẹp mất con cá của mình rồi. Ui đây đây đây, đổ vào đây đi, không nó kẹp mất. Nó kẹp mất con cá. Ui ui, nhiều quá này. Wow. Kẹp mấy con cá của mình này các bạn. Chà chà. Đây này. Những cái con lươn này các bạn ơi. Ui cua này. Wow, các bạn nhìn này. Wow. Ui già già, nhìn to chưa này. Wow. Đây ui, này. Các bạn ơi. Ui cua này. Ui các bạn ơi nhìn này. Ui cái con cua nó to như thế này cơ mà. Nhìn này. Để cho nó kẹp con cá sấu này đi. Cái càng này. Để nó kẹp không? Kẹp, nó kẹp. Ui nó kẹp này. Nó kẹp cái mỏ con cá sấu kìa các bạn kìa. Ui. Ui. Wow, đẹp chưa này. Ui những cái con cá của mình này. Đây đây. Bây giờ mình lại múc một ít này để mình đi tìm tiếp thôi các bạn ơi. Đây cho lên xô này nhá. Rồi đi tiếp thôi, đi tiếp thôi. La 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 la. Ui, chị Thỏ ơi, đây 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 rồi. Mình tìm thấy một cái gì. Đây đây. Ui. Ui ở đây có một cái bể gì. Ui, ai để cái bể này ở đây nhờ các bạn nhỉ? Các bạn có biết không? Ui, đâu đâu đâu, để xem nào. Nhiều cá trên này các bạn này. Wow, ở trong cái bể này sao nhiều bèo thế nhỉ? Ui, mình khiêng cái cục bèo này ra. Khiêng ra đi, khiêng ra đi. Ui rồi. Rồi. Đấy rồi, khiêng ra đi. Ui nó còn dính một con gì ở trong này này. Nó còn dính con gì? Wow, ui, đâu. Các bạn ơi, wow. Tôm, các bạn ơi. Ui nó dính một con tôm, đúng rồi, cho vào đây. Ui. Wow. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy con gì chưa? Đây là một con cá 2 3 4 5 6 một con cá. Ui. Đây làm gì nhiều thế nhỉ? Con gì nó lấp ló như con cá sấu. Đâu. Ui để mình hớt nó lên xem là con gì nhá. Wow, đây này. Ui. Ui. Wow, là một con cá sấu các bạn ui. Ơi. Đây rồi, đúng rồi. Wow. Một con cá sấu này. Các bạn ơi. Wow, cá sấu tinh nghịch các bạn ơi. Ui cho vào đây, xô vào này luôn nhá. Ui da. Ui đây có nhiều cá quá nên mình hớt lên này. Wow, được một con gì đây? Ui, đây là một con rùa. Ôi da. Ui, đây một con cá nữa này. Ui, hớt hết cho vào xô này đi. Ui mình có nhiều cá nữa này. Ui mình sẽ bắt cái con cá bự này các bạn. Đây ơi. Nữa này. Ui, chả con cua này. Mình bắt được nó rồi. Đây, đây đây, cho vào đây đi. Ui. Ui, wow, đây nữa này. Đây, xúc hết wow. Vào đây đi. Ui, già già nhì đây. Ui. Wow. Ui, cho về, 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 về. Ui, ui. Về thôi, về thôi. Về. Nhiều cá quá rồi. Đi về thôi. Ui, ui. Một xô cá rồi, đi về thôi. Ui, bây giờ mình sẽ đổ vào đây nhá. Wow, ui, già già mấy con này. Wow. Ui, các trong bạn này ơi, cái bể cá của mình này. Ui, trong này còn một con cá sấu này. Đây, chắt nó ra đây đi. Nó cắn bạn đây. Rồi. Wow. To chưa này. Cái bể của mình này các bạn này. Cái bạn cá của wow, mình. Wow, to lắm các bạn ơi. Ui. Wow. Hay. Ui. Ui, bây giờ mình đi tiếp đi. Wow, múc ít nước nhá. Được rồi. Ui, để mình xem nào. Ui giời, mấy cái bạn hamster của mình nó chạy vòng quanh đây này. Ui rồi đang chạy kìa. Hay chưa này. Wow, các bạn ơi đẹp chưa này. Ui nó chạy vòng quanh đây luôn này. Rồi, đi tiếp thôi các bạn ơi. Wow. Dưới này còn gì không? Ui, đây này. Ở đây này. Cỏ nữa này. Wow, ở đây có một con. Con này là con gì? Con thỏ này. Ôi, sao bạn thỏ bạn này ở đây? Ừ, hay bạn thỏ bạn này ở đây nhỉ?
Ui. Này, mang về luôn nhá. Ừ. Ui, wow. Đây có một bạn cua bạn canh đâu? Cái bể. Đây sao nào? Ui, một con cua nữa này. Con cua to thế nhỉ? Ui, đây đi. Ui. Ở đây lại còn có nhiều cá chứ này. Ui, wow. Một cá này. Ui, đây này, có những cái con rùa này. Wow, bắt cá đi. Đây này, có nhiều cá trong này quá này. Nhiều cá quá các bạn ơi. Wow, đây trong này có con rùa gì nữa này. Ui, nhìn này. Wow, bắt hết về ui, đi. Bộ mình bắt ui, con này kia, đi, con này đâu? Nó bự quá. Đâu. Ui, bắt qua về. Rồi, nhiều chưa? Rồi, đây nữa này. Kia. Ui, để mình mò xem nào. Wow, một con gì đây? Con rùa này các bạn này. Ừ, đây là có một con mạch tuộc này. Ui, con mạch tuộc này các bạn ơi. Wow, con ếch này. Con gì đây này? Ui, một con ếch màu xanh. Wow, một chú ếch màu xanh này to chưa này. Ui. Đây là một cái con gì này? Con này là con cá chép vàng đấy. Ui. Wow, đây có một con rùa. Ui, một con rùa. Ui, đây là một bạn cá gì này? Ui, đây á hả? Đây là một con cá giếc nữa này. Ui, to chưa này? Ui, ở góc kia mình thấy có một bạn. Ui, có một con cá một. Wow, một con cá một con này. Ui, hết chưa nhỉ? Tìm xem hết chưa nhỉ? Ui, hình như hết rồi. Wow, mình được một thùng đầy cá luôn này. Mang về thôi. Đi thôi. Đây rồi. Về đến nhà thôi. Ui, bây giờ mình đổ cái đống này ra nhá. Ừ, bạn đổ xuống đi. Ui, wow, nhìn cái bạn rùa kìa. Chà, nhiều ui, chưa này. Ui, cái bạn rùa của mình bị ngửa rồi nữa này. Wow, ui các bạn wow, nhìn này. Ui, hôm nay mình bắt được một con cá chép to chưa này. Ui, đây con những lươn này. Wow, đây những là cá chép vàng này. Cá chép đỏ này. Kia là con cá sấu kìa. Ui, các bạn ơi. Wow, chiếc xe của mình á bị đổ bị lật bốn bánh lên rồi đây này các bạn ơi. Ui. Đây. Wow, chui, cái xe của mình á đã bị ngã xuống dưới ao này rồi. Wow, bạn thỏ của mình á lại bị ướt rồi đây này. Wow, đây giờ để mình vác cái chiếc xe này lên nhá. Ui, chiếc xe này á, ôi, ướt hết rồi. Ôi, không biết còn chạy được không nữa đây này. Wow, ui, nhưng mà mình thấy này. Ui, ở dưới này sao nhiều cá thế này nhỉ? Ui, các bạn ơi, sao nhiều cá chưa này? Wow, ui, nó lại gần chiếc bể của mình nữa đây này. Wow, hay là bây giờ mình dùng cái cân cây này, câu này mình câu cá, mình để lên cái bể này ui, này luôn nhé các bạn nhé. Ui, mình câu cá đi xem nào, chị Thỏ câu cá đi. Thỏ sẽ câu cá này. Ui, đấy, câu đi xem nào. Ui, dưới này có những cái con cá này đẹp chưa này? Con cá này các ui, bạn ơi. Để mình lội xuống nha, mình đi thăm. À, ui, có những cái con cá ui, này đây. Chị Thỏ câu được một con cá rồi các bạn ơi. Wow, câu được một con rồi, cho lên bờ đi. Bây giờ chị Thỏ sẽ thả. Rồi, đấy, cho lên đấy đi. Nó bơi các bạn ơi. Đây này, đây có con cá vàng này, mình bắt được một con cá vàng rồi. Wow. Đi cho lên bờ đi. Cho mình đi. Wow. Đây là mình. Ui. Rồi, được một con lên trên này rồi. Một con, một cá màu vàng ui, rồi đấy các bạn này. Ơi. Nhiều lắm. Ui, mình bắt được một con cá mập đầu búa đây các bạn ơi. Đây này, mình cũng bắt được một con cá đây này. Wow. Ui, cho lên lên trên này nhá. Ôi, cái bạn thỏ ui. Này của mình bạn bị rơi nước rồi các bạn này. Đây này, mình nhìn thấy như một cái đầu cá mập đây này. Wow. Ui, đây là một cái tai cá mập ui. Đây. Đây này, trong này không biết còn có con gì không này. Wow, cho lên kia đi. Mình sẽ cho lên các bạn nhá. Ui, thì mình đi tiếp thôi cho nào. Ui, các bạn ơi. Ui, wow, có cái gì ở đây, đây này có cái gì đây này? Ui, wow. Ở đây nữa này. Ui. Wow, đây nữa này, đây là có con gì đây này? Ui, hình như là một cái con voi rồi. Wow. Hay là mình mở ra xem ở bên trong có cái con gì đi. Ui, để mình để xem nào. Ui, cái bạn voi này, bạn màu xanh ui. Này. Nó xoay được đây này. Ui, bạn xoay được. Ôi, nó xoay được đây này. Ôi, tự động nó xoay luôn kìa các bạn ơi. Hình như là nó đang mở cửa ra đấy. Wow, để mình này, chị Thỏ mang con voi về đi. Ừ, chị Thỏ sẽ mang voi về nhá các bạn nhá. Để mình xem ở trong cái này xem là có cái gì không nào. Ở đây có cái nồi cơm gì ai bỏ ở đây các bạn ơi. Ui, mình mở ra nhá. 1 2 3 wow. Có một con thỏ trắng. Ui các bạn nhìn này. Ui. À, cái bạn thỏ trắng này bạn xinh chưa này các bạn này. Ui, à, xinh thế. Mình sẽ, cho thỏ đi chơi nào. Ăn nhá. Đấy, cho thỏ ăn cỏ đi xem nào. Wow, nó ăn cỏ luôn kìa. Thỏ của mình bạn ăn cỏ này các bạn này. Ui, xinh chưa? Nhìn xinh quá rồi, wow. Mình thả ở đây cho bạn ăn cỏ luôn nhé các bạn nhé. Cho nó đi chơi đi. Ui, wow, trời xinh chưa này. Thỏ trắng đấy các bạn ơi. Ui, con thỏ nó đang đi ra đây này. Nó thấy một cái con cá sấu này, nó đang cặp cái quả bóng đây này. Wow, con cá sấu đây này, cái răng nó đây. Ui, đây này, các bạn ơi, nhìn thấy chưa? Ui, đằng này có một cái con bò nữa này. Wow, một con bò sữa nhá. Ui, nó có đây một này. Con cá sấu nó đang làm đây này, nó cặp đây cái này. Gì kìa. Đây này, mình hút cái con cá sấu này ra nhá. Hui trà. Hui trà, rồi, thành công rồi các bạn ơi. Wow, đây này. Đây cái thùng gì đây này?
Để mình khám phá xem nào. Ui, bạn thỏ của mình đang chạy ra đây này này. Mình đang chạy đi đâu chơi ấy. Wow, đây này. Ở đây có cái gì? Ui, các bạn ơi, các bạn này. Ui, đâu? Cái đầu con gì nó rú ra các bạn ơi. Nó đang nhú nhú ở trong này này. Wow, đây này, đây này. Ui, mình nhìn thấy nó thò đầu ra rồi đấy. Ui, đây, lật lên xem nào. Wow, được một con cá sấu. Ui, ở trong này còn một con nữa kìa. Ui, các bạn ơi. Bây giờ làm sao để bắt được nhỉ? Ui, nó đang chui vào trong hang thôi. Để bây giờ chị thỏ sẽ trổ tài á, bắt cá sấu cho các bạn xem nha. Rồi bắt cho vào đâu đi. Ui. Đây này, cho ai cho vào đây nhỉ? Ui, mình sẽ... Ui, không bắt được đâu. Không bắt được. Ui, cái này là hay cái thùng. Bây giờ mình bê cả cái này về cái bể của mình đi. Đây cho lên đi. Bê về cái bể của mình. Đây nha. Cho lên đây đi. Bây giờ làm sao để gỡ hai cái con cá sấu này ra đây này. Chị thỏ sẽ gỡ nha các bạn nha. Ui, nó chui vào rồi, hai con cơ. Ui, wow, cẩn thận nhá. Ui đây. Ui. Rồi, được rồi, một con ra rồi. Còn một bạn con nó giúp ở đây này. Còn một con nữa nó giúp vào trong đấy rồi. Thôi, nó giúp vào rồi. Thôi, nó giúp vào mất rồi các bạn ơi. Bây giờ hình như là không lấy được ra rồi. Bây giờ mình gõ nó xuống nhá. Wow. Ui, nó giúp vào trong rồi này, mình nắm cái đuôi nó mình lôi ra nhá các bạn nhá. Ui các bạn ơi, đây, nó há mồm ra rồi. Ui, cái miệng của nó này các bạn này. Ui, cẩn thận, nó kẹp đấy. Ui, nó rơi xuống rồi. Rơi xuống rồi này các bạn ơi. Wow. Ui, hai con cá sấu này. Nhìn này. Ui, nó cắn đấy các bạn ơi. Đấy, kìa một con nữa này. Ui, mình đi bắt cá thôi. Ở dưới này còn nhiều cá lắm. Wow, đây này. Ui, có những cái cấm bèo này. Đi, có con gì đây này. Ui, cắn đây, đây là một con rắn đấy các bạn ơi. Wow, một con rắn này, cầm lấy đi. Ui, rồi cho lên đi. Wow, ui, đây, mình bắt được một con cá này. Wow, con cá trắng nhìn xinh chưa. Ui, lấy cái chậu đâu nhỉ, để mình bắt nhỉ. Ui, cái chậu xanh, đây. Lấy cái chậu xanh, cho một ít nước vào. Cho một ít nước vào nhá, để mình bắt đây, này. Đây, cầm lấy đi. Bây giờ nước mình bắt này. Đi bắt cá. Ui, mình bắt được một con cá gì này, đẹp chưa đâu, này đâu, các bạn ơi. Ui, đẹp thế nhỉ. Wow, này, mình thả vào đây nhá. Wow, đây. Nhiều quá, hai đứa mình cùng nhau. Ui, đây nữa này, một con nữa này. Hai con rồi. Đây một con nữa này. Đây, những quả bóng xinh chưa này. Những quả bóng xinh. Ui, cho vào đây đi. Wow. Ui, đây mình bắt được một con cua nữa này. Đây một con cua nữa này, cho vào đấy đi. Đây rồi, bây giờ. Mình thả vào đây. Đây, một con nữa này. Ui, rồi, cho vào đi. Mình để vào đây nhá. Đây, thả đi. Này, đây là những con cua này các bạn ơi. Wow. Đây, mình sẽ thả nó vào đây nhá. Ui, cho nó bơi đi. Ui, những cái bạn cá của mình kìa các bạn kìa. Nhiều chưa? Rồi, mình đi khám phá tiếp thôi. Đi khám phá tiếp thôi các bạn ơi. Wow, ui, ở đây này. Có những cái gì đây này? Ui. Wow. Ở đây ui. Có cái gì đây? Đây này. Ở đây mình thấy một cái ống cái gì đây này. Wow, cái ống gì đây này? Cái ống gì lớn to chưa này các bạn ơi. Đâu rồi? Mình tính rút ra xem nào. Ra xem nào. Ui, cái ống này này. Ui, đây có một cái ống nữa này. Đấy, có hai cái ống luôn này. Không biết trong này có con gì không nhỉ? Wow, để mình. Nào bây giờ bạn dốc ra xem có. Dốc ra xem nào. Ui, dốc ra đi. Quả bóng các bạn ơi. Dốc ra đi xem nào. Wow, ui. Được hai con cá gì đây? Ui, hết rồi các bạn ơi. Ui. Ui, được hai con cá gì to chưa này? Chú ở cái ống đó. Ui, cá chê rồi. Đây ui. Là cá chê đúng không? Con cá chê đây này. Wow. Ai ui. Ui, là cá nặng đấy. Ui, con này nó quẫy mạnh lắm. Ừ, hay là bây giờ mình mang về mình thảo cái bể của mình đi. Nhìn này các bạn ơi, to chưa này? Ui, to chưa nhìn này. À ui. Bây giờ. Ui, ui cho vào xô mang về đi. Ừ, đây, cho vào đây. Ồ, đây. Wow, cho vào mang về nhá. Ui, để mình thả đây này, một con nó bơi rồi. Wow, hai con rồi các bạn ơi. Ui, nó đang bơi kìa. Ui, nó đang bơi kìa. Ui. Rồi, mình đi tìm tiếp thôi các bạn ơi. Wow, dưới này còn nhiều cá lắm đấy nhá. Ui. Ui, đằng này này. Ui, mình nhìn lại thấy một con gì nữa đây này. Wow, đây này. Ui, hình như con là... con gì nhiều sắc. Ui, đây là một con bướm mà các bạn. Hình như là một con ong cánh bướm đây này. Đúng rồi. Ui, để mình bật cái này lên xem nào. Xem nó còn chạy. Ui, nó còn chạy được này. Ui, nó bay. Ui, thấy chưa? Đấy, nó múa đây này. Thích chưa này các bạn ơi. Ê, nó múa đấy, này. Nó múa xung quanh wow, này các bạn ơi. Ui. Đấy các bạn ơi. Rồi. Ui, mình mang về đi. Rồi. Hello. Ui. Này, hello. Ấy, hello. Ui, nó xoay này. Ui, wow. Wow. Ui. Đây này, đây có một cái nồi gì đây này. Ui, cái nồi của ai đây này. Ui. Ôi, đây có cái gì ui, này các bạn ơi. Bây giờ để mình mở cái này ra xem nào nhá. 1 2 3. Ui một hang ơi. Rùa hai, ui rùa, con này nó còn chạy được đi đâu này. Ui bạn ơi, chạy đi. Ui đây nó đang chạy đi đâu này. Ui một con rùa rồi. Wow. Ui đây có nhiều chưa con này, mấy con rùa các bạn ơi. Ui
Wow, nhiều rùa, rùa chưa? Ui, nhiều chưa này? 4-5 con rồi. Ở trong này mình còn có những quả trứng này các bạn ơi. Ừ, thế đập quả trứng này ra xem nào. Đập đi. Đây là cái quả trứng màu xanh này. Để mình đập ra xem nào. Ui, wow, một con gì đây này? Ôi, một con ếch nhìn dễ thương chưa kìa. Wow, nó nở ra một con ếch này. Ui, xinh chưa này? Wow, con ếch này to chưa? Ui, cho vào đây luôn này. Ếch bạn lại nở trong quả trứng các bạn ạ. Ừ, đúng rồi. Vậy thì bạn đập đây, đây quả trứng màu vàng xem là có wow, quả trứng màu vàng này. Để mình đập ra xem nào. Ui, nó nở ra xem nào. Ui, nó nở ra này. Wow, nó nở ra một con rùa các bạn ơi. Wow, lại một con rùa nữa rồi. Ui, wow, nhiều rùa chưa này. Trong này đây có quả trứng nữa này, mình đập thử nhá. Ui, đập ra xem nào, xem có gì không. Ui, quả trứng này lại không quả trứng này bị chắc quả trứng là nó nở ra con rùa. Đúng rồi, quả trứng này dính quả trứng ung rồi. Thôi, ui, mình mang về nhá. Ui, con ếch kìa, nhảy vào đây rồi. Vào đây này. Wow, đây, mang về đi. Mang về. Ui, nhiều rùa, nhiều ếch quá này. Bây giờ mình sẽ đổ ra đây nhá. Đổ ra đi. Ai chà, wow, nhiều các con vật chưa. Ui. Ui, nó bơi kìa các bạn kìa. Được con rùa, con ếch kìa, nó bơi kìa. Đã chưa các bạn ơi. Ui, đã chưa các bạn ơi, nhìn này. Wow, bây giờ mình đi bắt cá nữa đi. Ui, bây giờ mình dưới ao này còn nhiều cá lắm. Ui, mình bắt được một con này. Đây, để mình lấy nước ở trên này nhá. Lấy nước ở trên này xuống để bắt cá thôi. Wow, đây, cho vào đây đó. Bắt cá cho vào đây. Bắt được một con này. Đây. Wow, cho vào đây đã này. Ui, nhiều cá quá các bạn ơi. Dưới này nhiều chưa này. Wow, đây này. Ui, có cả con ốc nữa này. Ui, nhiều lắm. Ui, cái tấm bèo này. Rồi, cho vào đây. Ui, đây này. Wow, bắt được một con cá to rồi. Ui, nhiều cá. Cho đây. Wow. Rồi. Ui, nhiều cá quá các bạn ơi. Đã chưa này. Cái bể. Ui, đã chưa. Ui, chà. Ui, đây. Ui, mình thấy bắt con nhiều lắm. Mình bắt đi. Ui, chị thỏ này. Chị thỏ đang nghịch cái gì đây? Câu cá đây các bạn ạ. Thỏ đang mò cá đấy. Ai, để mình lấy ít nước nữa nha. Rồi, để xuống đây thì vớt cá tiếp thôi. Wow, trong cái tay bèo này. Nhiều lắm. Ui, sẽ mò xem nào. Ui, đây. Ui, chị thỏ câu được cá này. Đây này, mình câu được một con này này. Cho vào đây đi. Rồi. Wow. Ui, đây nữa này. Wow, đây này, được 3-4 con rồi. Ui, thứ này tôm nữa này. Tôm này. Wow, con gà này. Wow. Ui, đây rồi. Bóng này. Đây rồi, cho vào đây đi. Rồi, cho đây đi. Wow, cho hết sàng nhá. Ui, đẹp chưa này, đẹp chưa các bạn ơi. Ui, con gà này. Quả bóng luôn kìa các bạn kìa. Ui, quả bóng này. Cho ra đây nhá. Ui. Wow, đẹp chưa. Được rồi các bạn ơi. Wow, đẹp chưa đây. Ui, để xem nào. Ui, đây có một con vịt này. Ui, một bạn vịt này. Rồi cho lên đấy đi. Rồi. Ui, đây này. Chỗ này có một cái cây này. Wow, cái cây này, cái cây gì đây này. Ui. Ui, có một cái gì nó phun lửa đây này. Wow, nó phun một bóng đây này. Ui, nó phun ra đây là một cái gì nữa đây này. Ui, nó phun ra nhiều chưa này. Wow. Ui, bong bóng nó dính lên tay mình này. Đúng rồi. Đây này, trong cái hố này này, không biết là có cái gì không này. Ui, có đây lá này. Cây nó ở bên trong thế này này các bạn này. Thử dốc ra xem nào. Bây giờ chị Thỏ sẽ dốc ra nhé các bạn nhá. Đấy, dốc ra đi. Ui, nhiều lá cây chưa này. Ai mà đúc nhiều lá cây ở đây thế này các dốc bạn ra xem ơi. Nào. Thôi. Ui, một con. Ui, cá sấu à. Ui. Bạn cá sấu này hết rồi. Đây này, cẩn thận nhá, nó ăn khè đấy. Các bạn nhìn kìa. Ui, trời, mang về thôi. Nó khè rồi đấy. Mang về thôi. Ui, cho vào đây thôi. Ui, chà, con cá sấu này cọ chua này. Ui, đây còn ếch à. Ui, mình từ từ để chộp. Từ từ để vò ếch nhá. Wow, nó đang nhảy đi đâu này. Ui, được rồi. Wow, đây thôi, mình chộp được rồi đây này. Bây giờ bạn mở ra để mình chộp nhá. Nào, mở ra để chộp nhá. 2, 3. Mình bắt rồi. Đây, cho vào đây. Ui, cho đây, mang về. Mình mang về thôi. Ui, cho vào đây nhá. Wow, rồi con ếch này cho vào đây nhá. Ui, con cá sấu này nó đang chạy ra đây này. Ui, mấy con cá này nó tinh nghịch lắm đấy. Wow, ui, ở dưới này vẫn còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Ui, xem nào. Ui, đây có còn một con nữa này. Wow, mình sẽ bắt lên đây nhá. Ui, 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 thôi, con ếch này lại nhảy ra rồi. Ui, thôi. Ui, nó nhảy ra rồi. Wow, đấy cho chị Thỏ bắt cá nhá. Để mình đi bắt các con vật khác xem nào. Wow, ui, ở đây này. Ui, ở đây là có một hình cái con gấu này này.
Ui, cái hình cái áo của ai đây nhỉ? Mình mở ra xem nào. Wow, ui, có con gì đây này các bạn ơi? Wow, một con sấu, cá sấu này. Ui, con cá sấu nó đang canh giữ cái gì đây? Ui, ở trong này hình như là một cái chuồng thỏ luôn, cái lồng chim của ai ấy. Ui, để mình mở ra xem nào. Ui, cái bạn cá sấu này á, bạn ấy đang cắp cái con vịt đây này. Wow, bây giờ á, để mình á, giải cứu những cái con vịt này ra nhá. Wow, ui, bây giờ làm sao để mở ra được nhỉ? Ui, trả một con thôi. Ui, cho nó con vịt nó ra đây đi. Ui, cho nó xuống đây đi. Wow, ui, nhiều vịt quá này, thả nó ra đi. Ui, đây nữa này, rồi một con ra đi. Ui, còn con thỏ này ra nốt đi. Thỏ ơi, thỏ ra đây, đi ra đây ăn cỏ đi. Đi ra đây, ra đây. Ui, bạn thỏ này. Ui, ra đây đi. Wow, ui, thôi thế đi đi. Wow, mình thả con thỏ đi rồi này các bạn ơi. Nó chạy là nó đang đi ăn cỏ đấy. Ui, mình sẽ xuống dưới này mình bắt cá thôi. Wow, đây mình lấy ít nước này thì mình bắt cá nhá. Ui, nhai. Wow, ui, dưới này còn nhiều cá lắm. Ui, một con rồi. Wow, hai con. Ui, nhung nhúc cá dưới này này. Ui, đây nữa này. Wow, đâu xem nào. Ui, đây này, vờ vờ mấy con được rồi các bạn ơi. Ui, được mấy con cá luôn rồi này. Wow, đậu đây nhá. Ui, bạn bắt được nhiều cá rồi. Ui, các bạn ơi, các bạn nhìn cái bể của mình này. Ten ten. Chị Thỏ ơi, hôm nay mình bắt được bao nhiêu cá này? Ui, lại có cả những cái bạn cá nhìn xinh chưa này các bạn ơi. Wow, đẹp chưa này. Xấu này. Wow, ui, ten ten. Wow, tay của mình bẩn hết rồi đây này. Nen. Ui, bây giờ mình gặp phải cái gì đây này? Wow, lại một con ong cánh bướm này, xinh chưa cái cánh của nó nè. Ui, con ong cánh bướm này đang canh giữ cái gì đây? Wow, một bể cá. Ui, ui. Xin chào các bạn nhá. Ui, các chị Thỏ đang nghịch ở đây, đang nghịch cái gì đây? Chị Thỏ đang lấy cái cây này để khều những cái con bèo, cái cây bèo để tìm các con vật để các bạn ơi. Ừ, ui, những cái cây bèo xinh chưa này. Wow, bây giờ á, ui, chị Thỏ á, hôm nay có cái cây này gọi là cây gì? Cây này là cây thần kỳ á, cây này có khều được tất cả các mọi thứ luôn đấy các bạn ạ. Wow, cây đâu, để mình xem nào này. Ui, ở đây có cái chậu xanh nữa này. Wow, bây giờ mình bỏ cái chậu xanh này ra xem nào. Ui, chị Thỏ khêu bọt bèo lên xem nào. Đấy, mình đang khều một cây bèo lên đây này. Wow, các bạn này. Ui, trong này nhiều cá thế này. Đấy chưa, mình khều cây bèo, cái là ra nhiều con cá chưa đây các bạn này. Đúng rồi các bạn ơi, trong này rất là nhiều con vật này. Ui, mình nhìn thấy này, đây là một con vịt nhá. Ui, các bạn ơi, đây này, đây nhiều cá chưa cá này. Ui, ở đây có cái cần câu nữa này, mình thử câu cá xem nào nhá. Wow, ui, chà chà, không biết có con cá nào không để mình câu nào. Ui, đây có con tôm này, để mình câu thử con tôm này xem nào. Ui, mình thấy nó sắp ăn rồi đấy. Ui, con tôm này nó không ăn hay sao? Ui, con cá nó ăn này. Ui, thôi, không được rồi. Giật lên này. Các bạn ơi, bây giờ để mình bắt cho các bạn đâu? Xem nhá. Chị Thảo bắt cá đi. Bạn câu cá không được đâu, để mình bắt cho này. Mình bắt được một con cá to chưa này? Rồi, cho vào đi. Ui, to đùng luôn đấy. Đấy, đấy, mới có con này nữa này. Ui, đây là một cái con ngựa này các bạn ơi. Wow, hay nhỉ. Wow, đây nữa này, đây là con cá chép vàng này. Ui, bạn ui, bạn ui, mình nhìn thấy này, ở đây có con gì đây này? Wow, đây này. Ui, con cá gì mà nó lạ thế này nhỉ các bạn ơi. Ui, các bạn nhìn này. Ui, nó sần rùi này, có những cái gai này, cái đuôi wow. của nó này các bạn ơi. Các bạn ơi, hình như là con cá này, con cá gì? Ui, con cá mặt quỷ à? Ui, sao nó to thế nhỉ? Đây là con cá lau kình đấy các bạn ạ. Đâu đâu, mình thử mang ra đây xem nó có bơi được không nhá. Các bạn ơi, mình nhìn thấy con cá này lạ quá này. Nó to chưa này? Để xem nào, xem nó bơi được không? Ui, nó bơi được này. Các bạn này. Ừ, nó bơi được hay chưa? Ui, bây giờ mình câu những cái bèo đây, đây này nhá. Có một cái đầu cá mập này các bạn ơi. Wow, đây có con cá này, mình sẽ bắt con cá to này nhá. Ui chà chà, wow, mình sẽ để đây nhá. Ui đấy, chị Thỏ bắt được kìa. Đâu cá này, các bạn ơi. Wow, đây này. Ui, ở đây có một con tôm hùm nè. Wow, ở đây có một con cá gì mà nó đẹp chưa nè các bạn ơi. Ui, đây là một bạn đâu? Cua này. Đây là một bọn cua này. Wow. Đây là một con cá này. Cá này. Wow, thích quá các bạn ơi. Ở dưới này lại có một con tôm càng màu xanh nữa này. Ui, wow. ui con gì đây? Con gì rồi? Wow, một con rắn. Ui, một con rắn màu đỏ này. Các bạn ơi, một con rắn màu ui, đỏ này. Ui, để mình xem nào. Ui, mình mang về nhá. Ui. Wow, những cái con cá này đẹp chưa? Wow, cá mập này. Các
các bạn ơi. Ui những cái con đấy, cá của mình kìa. Đẹp chưa này? Đây mình bắt hết về nhá. Ui còn có rồi. Cá quả báu này nữa này. Các bạn ơi, như vậy là mình bắt hết cá ở trong này rồi. Bây giờ á, mình cùng đi tiếp nhá. À bye bye bạn bạn ong cánh bướm nhá, mình đi đây. Thỏ xin chào nhá. Đi thôi. Nen nen nen. Ui, chị Thỏ ơi, ở đây này. Wow, mình nhìn thấy này, đây có một con vịt gì màu vàng nè. Ui, nhìn nó này. Ui, wow, này, nó xinh nhỉ. Đẹp chưa các bạn ơi? Ui, nó xinh chưa? Nó đang canh giữ một cái gì đấy các bạn ạ. Wow, đâu. Để mình xem nào. Ui nó có cái mắt này. Wow, ui, để mình mở ra xem nào. Ui, để xem nào con gì không nhá. 2, 3. Ui, có một con chim. Wow, con chim này, ui. Wow, một chú chim này. Đẹp chưa, màu trắng luôn này. Màu trắng luôn đấy. Ui, đâu mà xem nào. Ui, nhìn này. Wow, ui, thả nó đi đi. Rồi, cho nó đi đi nhá. Bây giờ mình đi tìm các con vật tiếp theo đi. Ui, ở đây này, mình nhìn thấy này, cái gì nữa đây này. Wow. Cái con gì? Ui, có một cái con mèo. Ở đây có kìa. Một cái con mèo này, nó còn xoay được nó còn xoay được đầu này. Ui, con mèo này xoay được này. Ở đây nó có một cái túi xanh này gì. Ui, của ai đây này? Đang canh giữ. Ui, đâu mình xem nào. Đây nó đụng đậy đấy. Ô, cái mèo này nó chạy thôi. Nó chạy rồi. Hình như nó đang canh giữ cái túi xanh này của ai ấy. Wow. Ô, nó đang chạy đi đâu này? Ui, bạn mèo. Đây. Các bạn ơi. Ô, nó đang chạy lại cái túi xanh này. Ui, nhìn này. Ui, nhìn này. Hay chưa? Bây giờ cho bạn mèo đi đi nhá. Rồi cho bạn mèo đi để mình khám phá cái túi xanh nào. Cái rổ này bây giờ mình mở thử cái túi xanh này xem là có gì đi. Ừ, không biết là túi gì đây này. Cái này túi rác của ai ấy, mình mở ra xem nào. Ui, xem nào. Wow, xem là có gì rồi, con rùa. Ui. Wow. Cái con gì rồi đấy các bạn ơi? Ui, chị Thỏ thò tay vào xem nào. Xem có con gì ấy. Ui, có con gì bên trong này. Wow, mình sợ quá, mình không biết con gì bên trong này đâu. Mình sợ quá, mình bắt con bạn này thôi, bạn này là bạn rùa này. Ui, con rùa này. Ui, một bạn rùa đấy các bạn. Ui, bạn rùa bạn nhau kìa. Ui, con rùa nó đang chạy kìa các bạn ơi. Này, các bạn này. Wow, không biết ở trong này có cái gì không. Ở trong này không biết là cái còi con gì đấy các bạn ạ. Ừ. Ui, các bạn nhìn này. Wow, đây, mình cho con rùa vào đây đã nhá. Hay là mình tổ ra xem là có con gì. Ui, đấy các bạn. Các bạn ơi. Wow, trong này đâu. Cổ vành ra xem nào. Ui, các bạn ơi. Các bạn ơi, hình như là trong này có con rắn này. Các bạn ơi. Ui, các bạn không được bắt theo mình đâu nhá. Đây là mình có kinh nghiệm rồi, mình mới bắt được nhá. Wow, ui. Đây là những cái con rắn nước này. Con rắn này thì nó sẽ không có độc đâu. Ui, bây giờ mình sẽ bắt nó và thả đi nhá. Wow. Ui, hai con rồi các bạn ơi. Ui, đây còn một con nữa này. Ui, ba con này. Wow, ui, nhìn này. Ở trong cái bịch này hết rồi các bạn ơi. Còn những con gì nữa không? Hết rồi. Wow, ba con rắn này. Ui. Ui, nó bò đi mất rồi, nó bò đi rồi. Ui. Đây, để mình bắt nó lại nhé. Đây có một bạn nữa bạn. Wow. Trộm toát kìa. Rồi, cho vào đây. Ui. Nó bò đi. Cẩn thận, nó bắt tay. Ui, các bạn ơi. Nó sợ quá. Bắt nó đi. Đây, cho vào đây. Ui, được rồi. Ui, nó bò ra rồi. Ui, thôi, đi chỗ khác rồi. Nó bò tiếp rồi kìa. Ui, để mình. Thôi. Ui, nó bò đi kìa. Ui, bây giờ khó bắt quá nhỉ. Ui, cái con này, ui, vứt nó đi thôi. Wow, vứt nó đi, mình đi chỗ khác đây. Ui, các bạn ơi, mình nhìn thấy này. Ở chỗ này có một cái gì đây này. Wow, có một cái giỏ màu xanh. Và một con cá sấu này. Ui, bạn nhím bạn tìm thấy cái gì đây. Wow, ở đây là những cái hình pop kit này. Ui, chà, đẹp chưa này. Mình có thể hay bấm được hai bên này các bạn này. Bấm được hay lắm các bạn ơi. Wow. Đây nó lồi sang đây này. Ui, đây là con cá sấu này. Nó còn chạy này. Ui, con cá sấu này nó đang bò đi đâu á? Nó thấy mình nó đang chạy đi đâu này. Đây, nó đang chạy đi đâu rồi? Hình như nó canh giữ cái con gì đây này. Ui, có bạn gà nó nhảy nữa này các bạn ơi. Wow, thấy con gà nó nhảy nữa này. Ui, để mình thử mang cái con cá sấu này về xem nào. Đấy. Wow, con gà này nữa này. Đang mổ đấy các bạn ạ. Ui, để mình mở ra xem nào. 1, 2, 3. Wow. Có một con ếch và những con rùa. Ui, con rùa gì mà nó màu xanh đỏ tím vàng này này. Ui, con rùa này đẹp chưa này. Wow, mình mang rùa này về mình nuôi nhá. Ui, ở đây có một con ếch nữa này. Wow, dễ thương chưa. Ui, nhìn bán hiền chưa kìa các bạn. Rồi, cho vào đây đi. Cho vào đây nhá. Rồi, bây giờ mình mang về nhá. Ui, ở đằng này này. Wow, các bạn ơi, mình lại nhìn thấy này. Ui, có một cái gì đây này. Ui,
nó lại phun bong bóng ra này các bạn ơi. Có cái con cua nó phun bong bóng kìa các bạn ơi. Ui, ui chị Thỏ, đây là con gì đây? Cái con cua nó phun bong bóng ra, nó đang canh giữ cái gì đây này các bạn này. Bây giờ mình thử mở ra xem nào đi. Bây giờ mình cùng nhau mở ra nhá. Wow. Ui con cua này. Wow, bây giờ mình cùng nhau mở ra xem là có cái gì nhá. Ui, có những con vịt. Wow. Ui. Ui, đây là ngôi nhà của những con vịt đây các bạn này. Wow, nhiều vịt chưa này. Wow, vịt chưa, nhiều vịt chưa này. À chà, bây giờ mình thả vịt ra nhá. Mình sẽ thả vịt ra cho bạn vịt. Ui, nó đang đi chơi này. Wow, nhiều vịt chưa này. Úi xà, 4 con này các bạn ơi. Wow. Các bạn đang rủ nhau đi chơi đấy các bạn ơi. Các bạn ơi, thôi. Con ếch của mình này nó nhảy ra đây này. Con rùa của mình nó chạy đi đâu rồi? Ơ, con rùa này mình nó chạy đi đâu rồi nhỉ? Mình thấy bạn rùa chạy đi ra đằng kia. Nó chạy ra đây này. Ui, nó đang chạy ra đây này. Wow, các bạn ơi, đây này, một con nữa đâu mà nó chạy đi đâu rồi? Nó chạy qua một cái bể cái gì kia các bạn ơi. Ui, đây này, nó đang chạy ra cái bể này này. Ui, kia, chị Thỏ ơi, Để mình. Đây, bắt đi. Cho. Rồi. Ui, mình đã bắt được nó rồi. Cho nó vào đây đi. Rồi, mình hái vào cái chậu này nhá các bạn nhá. Ui, cái chậu màu xanh này này. Ui, ở đây này. Ui, bạn dẫn mình ra một cái bể màu... màu xanh này luôn này các bạn này. Wow, ở đây này có những cái quả bóng hay chưa? Ui, có những cái quả bóng này. À, hay là mình hớt hết những quả bóng này bỏ vào cái chậu của mình đây, đi. Bây giờ mình sẽ mang những cái quả bóng này về nhá. Wow, trong cái bể này nhiều bóng, nhiều cá chưa này. Ui, có những con thỏ này các bạn ơi. Ui. Wow. Hay chưa? Wow, đây là một con rắn màu xanh nữa này. Wow, đây này. Một rổ luôn này các bạn ơi. Đấy. Ui, mình có tìm được một bạn gà này. Đâu? Đấy. Wow. Một bạn gà này, đây là một bạn ngỗng này các bạn ơi. Đâu một con ngỗng đâu? Wow, mang về nhá. Ui, đây là một cái bạn gì này các bạn ơi. Ui, chà, hay chưa? Hay chưa này. Ui, ở dưới này nhiều cá chưa? Ui, mình nhìn thấy ở dưới cái lớp mẹo này có nhiều cái con cá lắm đấy các bạn ạ. Đấy, để mình câu xem nào nhá. Câu xem có được con cá nào không? Không biết được con nào không ấy. Ui, ở dưới này có con cá gì đây này? Ui, con cá giống con cá hồi nãy này. Ừ. Ui, có cả những con cá vàng nữa này. Wow, các bạn ơi. Ui, nó to này. To chưa này? Wow. Bắt thêm cả một con cua đùng đây. Đây, cho mình cho vào đây nhá. Wow, đây nữa đây. Như chưa này các bạn ơi. Cá vàng kia bắt đi. Các bạn nhìn này. Mình bắt được cá to chưa này các bạn này. Ui to nhỉ. Bắt tiếp đi. Sau cái lớp bèo này mình bỏ cái lớp bèo này ra nhá. Rồi bỏ ra đi. Nó nhiều con cá đây nữa này. Đây lại một con cá nữa này. Ui nó quẫy này. Ui con cá hồi nãy nữa này. To chưa này. Ui chúng mình bắt được nhiều những cái con cá to chưa này các bạn ơi. Đây cho vào đây nhá. Wow. Hai con rồi. Con nữa này. Ui các bạn ơi, các bạn nhìn này, cái bể cá này mình bắt gần hết rồi các bạn ạ. Rồi. Chỉ còn có mấy con thôi. Ui, bắt nốt đi. Một con thỏ này. Đâu? Ui, một con thỏ con. Bây giờ mình sẽ bắt nốt những cái bạn cá này nhá các bạn nhá. Ừ, bắt cá đi. Đây này, một con rồi. Này. Các bạn ơi. Ui, con ếch nó nhảy ra này. Ui, già con ếch này. Ui, cá lau kiếng này các bạn ơi. Mình cá bắt được một chỗ cá này các bạn này. Ui, cá chép đỏ này. Bạn nhảy. Rùa này. Ếch này, wow. Tin, ui. Các bạn ơi. Bạn húc đổ cái quả trứng này của mình rồi đấy. Mình húc quả quả trứng này mà quả trứng khủng long màu xanh này. Wow, bây giờ cho cho chị Thỏ xem ở trong quả trứng này có cái gì đâu. Mình đoán là ở trong quả trứng này nó nở ra một con khủng long to lắm. Tại vì đây là quả trứng khủng long mà. Ừ, đúng rồi, thế thì mình mở ra xem nào. Wow, ui, có con gì này. Cái con gì rồi đấy. Ui, wow, có con gì đây. Wow. Ui, mình thấy con gì rồi. Ui, con gì đây. Ui, các bạn ơi, các bạn nhìn này. Ui, hình như là con gì nó vừa bay ra đây. Một con chim đấy các bạn ạ. Ừ, đúng rồi. Ui, các bạn nhìn này. Wow, đây là có một con gà con này. Gà con nhỉ. Ui, đây là một con gà con màu hồng này. Đây, để vào đây để mang về nhá. Để vào đây để mang về rồi. Rồi các bạn ơi. Ui, các bạn ơi. Ui, ở trong này nữa này. Mình nhìn thấy này. Có một quả trứng màu cam này các bạn ơi. Wow, hay là mình mở quả trứng màu cam ra đi. Hay là bây giờ mình mở quả trứng màu cam nhé các bạn nhá. Wow, không biết có con gì không nhỉ? Ui. Wow. Có con gì các bạn ơi? Ui, có những cái cọng cỏ này. Ui, có những con rắn này. Wow, nhiều rắn quá các bạn ơi. Ui. Wow, nhìn này. Ui. Hay là mình úp vào đi, chứ là ở trong này nhiều rắn quá, mình không nên chơi mấy lại những cái loại rắn độc này nhá. Ừ. Hay là chúng mình úp vào nhá. Úp vào đi. Thôi, quả trứng này nó nở ra nhiều rắn quá nên là mình không có chơi mấy rắn nhá. Các bạn thấy rắn đừng có chơi nhá các bạn đúng nhá. Rồi. Ui, ở trong này này. Wow, mình nhìn thấy này. Ui, ở đây có các con vật con cá này.
Wow. Ui, ta cha cha cha. Ai chà, bây giờ mình sẽ lấy cái này mình sẽ vớt cá nhá. Wow, các bạn ơi, thử vớt cá xem nào, xem được không nhá. Ui ui, các bạn ơi, mình vớt này. Wow, đây là được mấy con cá rồi này. Cái sâu này đi. Rồi, đây đây đây. Mình để ở đây rồi. Wow, mình sẽ bắt cá cho ở đây đi. Wow. Ui, được hai con rồi. Con cá ở trong cái sâu màu xanh rồi đấy các bạn. Wow, ui, đây này, mình vớt lên này. Ui, được một con cá vàng rồi. Cá nữa này. Ui, trả cho vào đấy đi. Cá vàng các bạn ơi. Rồi, mình mang về đi. Nào, mình mang về nhá. Wow, cho vào đây đi. Nào, bây giờ mình sẽ thả vào cái bể này của mình này. Rồi, đổ vào đi. Ui, những cái con cá nó đang bơi kìa. Wow, đẹp chưa này các bạn ơi. Một bạn cá dễ thương như này. Ôi các bạn ơi, bây giờ mình với chị Thỏ đi tiếp đi. Ừ, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm các con vật ở trong khu vườn của mình đấy nhé. Ừ, thôi đi thôi. Ui, chà chà, ui, các bạn ơi. Wow, ở trên này nhiều cá này. Ui, mình nhìn thấy này, đây này có một cái ống nữa này. Wow, cái ống nhựa của ai đi này. Ui, chà chà, bây giờ mình thử dốc ra xem có con gì không đi. Dốc ra. Wow. Ui, mình bây giờ mình phải tút cái túi. Cái gì nó bị ở đây này. Ôi, là một cái túi bóng này. Ui, mình bây giờ mình dốc ra đây nha. Wow, dốc ra xem nào. Ui, có một con gì này. Ui, wow, có hai con. Ui, hình như là ếch đúng không? Ui, mình thả vào đây đi. Ừ, cho vào xô của mình đi. Wow, một con ếch rồi. Ui, có một con nữa thì con gì đây? Một con mô bạ ếch. Wow, hai con ếch rồi, cho vào đây. Ui. Ui, nó nhảy kìa. Đến mình vô ếch. Đây đây đây, từ từ mình sẽ lấy cái này mình vô nhá. Wow. Vô con ếch này nhá các bạn nhá. 1 2 3 rồi. Mình vô được rồi. Ui, con kia nó cũng chạy. Này bạn cũng nhảy ra này. Đây đây đây, chị Thỏ bắt con ếch này đi. Để mình. Ui. Rồi. Được rồi các bạn này. Wow, ui giời. Ui nó nhanh. Ui, con này nó lại nhảy ra này. Ui. Đây đây, cho cái này úp vào. Ui, úp vào đi. Rồi. Hay nhảy quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình đi khám phá tiếp đi. Ui, ở dưới này còn nhiều cá lắm này. Wow. Ui, ở đây này. Mình nhìn thấy này. Wow, ở dưới này này có một đống cái con vật này, không biết là con gì đây này. Ui, để mình xem nào. Wow. Ui, các bạn ơi, các bạn nhìn thấy gì, cho con gì không? Ui, ở dưới này này. Wow, nuôi có một con rùa đang bò lên này. Đây 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 đây, con rùa này. Ui, con rùa này. Ui, một con rùa này to chưa này các bạn này. Ui, đây này, mình cho vào đây đi. Wow, ui, nhìn này. Ui, có nhiều bạn rùa lắm này. Ui, các bạn này. Đây này, đâu ui, đâu đâu. Ui, đây là một bạn rùa. Wow, nữa này. Wow, một con rùa nữa này. Wow, ui, đây nữa này. Ui ui, có nhiều lắm. Con gì nhiều sắc màu chứ đây này. Các bạn ơi. Ui, con này là những cái con ốc này các bạn ơi. Wow, cho vào đây đi. Ui, cho vào đây đi. Con rùa này bạn ngã trồng cù này các bạn wow, ơi. Wow, những con rùa này. Đấy. To ui, chưa này. Nó mình á, mình nhìn thấy có con gì đây này. Đây đây đây, ui những con sấu đấy. Wow. Ui, các bạn ơi. Thôi. Wow, ui, 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 các bạn nhìn này. Nhiều chưa này. Ui, nó nhè răng này các bạn này. Wow, cẩn thận nhá, cẩn thận với mấy con cá sấu đấy. Ui. Wow. Nhiều quá các bạn ơi. Ui, từ từ đã, mình mang về, mình mang về đã nhá. Wow, đây 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 rồi. Mình mang về ở đây nhá. Wow, các bạn ơi. Ui, các bạn ơi. Wow, mình mang về này. Wow, được những cái con rùa này. Ui, cá sấu này. Chà chà. Wow, những cái bạn cá sấu này các bạn ơi. Ui, con rùa to chưa này. Wow. Ôi, bây giờ mình lại lấy cái xô này mình ra đây mình nghỉ. Đây này. Mình phát hiện ở trong này nó còn. Ui, nhiều thế nhỉ. Đây này. Đây này. Ui, nhúc nó về lên về đi. Các bạn ơi. Ui, cẩn thận nhá. Ui, còn hai con cơ. Ui, để mình bắt cho. Đây 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 đây. Nhúc đi. Ui ui. Ui ui ui. Ui, rồi được rồi. Bạn cá sấu này bạn hung dữ quá các bạn ơi. Wow, đây này. Có tận hai bạn rùa một lúc cơ. Wow, hai con rùa xanh đỏ tím vàng này. Wow, ui. Đây là những cái con ốc màu màu sắc này các ui, bạn. Ui nhiều nhỉ. Wow, cho vào đây đi. Thôi mình đi về đi. Nào, mình đi về rồi, thôi. Đây đi thôi, đi thôi, đi thôi. Wow. Đây rồi, đến nhà rồi. Bây giờ ui, chị Thỏ bắt các con vật ra đi. Để chị Thỏ bắt ra cho. Không, bây giờ mình phải cho nước vào đây á, mình rửa. Cho vào đi. Đây. À, cho vào rửa những cái bạn đấy sạch sạch đi nhá. Ui. Mình sẽ rửa những cái bạn này cho sạch rồi nhá. Đây, ấy. Mình đổ bạn ra đây này. Ui, một cái rùa của mình tẩu thoát rồi này các bạn này. Wow. Ui, con này nó đang đi chạy này. Ui, bạn bắt nó wow, lại đi. Wow, đây, 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 đây. Đây, những cái bạn rùa này á, mình sẽ gắp hết á, những cái bạn rùa, bạn cá sấu của mình ra đây nhá. Này, một bạn cá sấu nữa này. Ui. Wow, các bạn thấy chưa?
Đây á, những cái bạn ốc của mình này. À, bạn rùa này, bạn định trốn. Ui, các bạn nhiều lắm các bạn ơi. Ui, wow, gấp ra đi. Wow, nó đang chạy ở trong cái ui, nhìn này, thích chưa này? Wow, đây này. Ui, có con này là con rùa to nhất này. Ui, nhìn này. Đấy, con này là con rùa to nhất này. Wow, nhìn trông nó bức khổng lồ chưa? Ui, còn đây là những cái con cá sấu đây này. Nó đang nhe răng ra đây này. Đấy. Wow, bây giờ mình, chị Thỏ cầm cái xô để mình đi tiếp đi. Wow, đi thôi. Ui, các bạn ơi, ở đây này, mình nhìn thấy cái gì đây này? Wow, ở trong này không biết là có con gì không này. Ui, đây này. Wow. Ui, nhìn này. Ui, có một cái con gì đây này. Ui, nó đang kêu cái gì ở trong này đây này. Wow, ui các bạn ơi. Ui, hình như chị Thỏ đi tắm rồi sao ấy. Sao mình không thấy nữa đâu ấy nhỉ. Wow, đây này. Bạn thấy gì đây con? Ui, chả có một con nai. Đây. Ui, bây giờ để mình mở cái này ra đi. Ui, chị Thỏ mở ra đi xem nào. Để chị Thỏ mở ra cho các bạn xem nhá. Ừ. Ui. Wow. Có gì đây? Ui. Wow. Có những cái con gì đây? Trong này à. Mình thấy à. Có những cái bạn thỏ này. Ui, con thỏ trắng này xinh chưa? Đấy. Wow. À, mình còn có cả bạn thỏ xám đây này. Wow, đẹp nha. Bây giờ mình thả ra cho bạn đi chơi nhá. Đi cho bạn ấy đi chơi đi. Đấy, bạn thỏ ơi, bạn đi chơi đi. Wow. Đấy, hai bạn thỏ của mình đi chơi nhá. Ui, đây này. Ui, hai con luôn nhá. Ui. Wow, đẹp chưa, đẹp chưa? À, đây này. Ui, ở chỗ này còn nhiều cá quá này. Wow, mình lại lấy một cái gì mình vớt đi. Wow, đây này. Ui, chà, mình sẽ vớt cá nha các bạn ơi. Ui, ui, nhiều cá lắm này. Wow, đây, mình vớt được một con này rồi. Mình mang về nhá. Nào, mình mang về này các bạn ơi. Rồi, cho vào đấy đi. Ui, kìa các bạn ơi. Ui, cái bạn cá sấu kìa. Cá sấu kìa. Cẩn thận nhá, đây nữa này, đây một con nó đang chạy ra này. Đằng này nữa này. Mình. Ui, nó đang chạy này. Ui, nó chạy ghê lắm. Cẩn thận nó cắn đấy nhá các bạn. Các bạn mà thấy con này là không được bắt chơi đâu đấy. Ui, ba con rồi. Các bạn nhìn này. Wow, đâu, đưa cho mình cái rổ này mình đi bắt cá tiếp đi. Ui, ở dưới này này. Wow, ui, ở đây có những con khủng long này. Wow. Ui, một chú con gà này. Ui, ở đây này. Con nhện này. Wow. Ở đây là một đầu cá mập này. Ui, bên này á, lại có một cái con vịt này. Wow, đây là các bạn biết cái gì không? Đây là một cái cây quạt này, mát lắm các bạn ơi. Woo, mát chưa này. Ấy. Wow. Ở đây có một cái cần câu này. Mình có thể câu cá được nhá. Đây này, câu những cái con cá đẹp nhá. Wow. Đấy, nhiều cá chưa? Đấy là một con bọ hung đấy. Đây, mình vớt cá tiếp đi. Ui, vớt tiếp thôi các bạn ơi. Wow, nhìn này. Ui, vớt được một đầy bầy rồi này. Wow, đây. Mang về đi. Ui, chạy, ui, những con cá nó định chạy kia kìa. Ui, chị Thỏ. Đây, để mình chụp nó lại đi. Ui, đây ra rồi. Mình chụp được một con rồi thế này. Còn một con nữa đây này. Mình chụp được một con nữa rồi. Rồi, cho nó vào đi. Ui, còn một con này mình chụp được từ. Cẩn thận nhé, ui, con rắn này. Ui, con rắn này. Ui, một con rắn nào. Ui, màu đỏ này. Ui, cho vào kia. Đây. Mình mở ra là bạn gắp nhá. 2, 3. Wow, đấy, cẩn thận. Ui, gắp vào người nó không là nó quậy đấy. Ui. Wow, cho nó vào đấy đi. Ui. Ui, những cái con cá của mình nó bơi này các bạn này. Wow, đây. Ui, đây chảo như nhiều dứa các bạn ơi. Đây là một con tôm hùm này. Ô, một con kiến càng này các bạn ơi. Ui, chà đằng này. Ua. Wow, một con cua này. Đây là một con ếch xanh này các bạn ơi. Ừ, đấy. Wow, chà, một con khủng long này. À, bây giờ mình mang những cái con vật này á, mình để vào rổ, mình đem về, mình để trang trí. Mình sẽ lại xúc cá tiếp nha các bạn ơi. Wow, nhìn này. Ui, đây, cho đây. Ui, mang về thôi, đây rồi. Wow, có những cái con gà này. Ui, chà. Con ếch này. Ui, chà, khủng long này. Đây, thả cá ra nhá. Ui. Các bạn này. Wow. Đấy, bây giờ mình sẽ để những cái bạn này ở đây nhá. Ừ, wow. Đấy, hay chưa này các bạn ơi này. Các bạn ơi.